Chào các bạn, mình là Lộc, quản trị viên tại website phòng lộc.com và xử lý lượng nhân công. Video này mình sẽ nói về hai cái dạng thang đo, đó là thang đo kết quả reflective và thang đo nguyên nhân formative. Bởi vì hai cái dạng thang đo này á, nó sẽ liên quan khá là nhiều khi mà các bạn xử lý SCM, đặc biệt là các bạn xử lý trên phần mềm Smart POS. Hiện tại thì SPS với lại Amos á, nó chỉ xử lý được một cái dạng mô hình thang đo thôi, đó là thang đo dạng kết quả. Nên là khi mà đọc sách về SPS hay là sách về Amos á, chúng ta sẽ không thấy có cái việc phân chia ra về cái dạng thang đo là kết quả hay là nguyên nhân. Nhưng mà với những cái sách về POSM và xử lý dữ liệu trên phần mềm Smart POS á, chúng ta sẽ thấy khá là nhiều những cái sách hay là tài liệu hay là những cái tạp chí mà họ đề cập tới cái dạng thang đo kết quả hay là nguyên nhân. Bởi vì trên Smart POS thì phần mềm có hỗ trợ là đánh giá kết quả theo cái dạng thang đo kết quả hay là thang đo nguyên nhân. Do đặc tính của hai cái dạng thang đo này nó khác nhau hoàn toàn, các cái biến quan sát và mối quan hệ giữa chúng nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Nên là khi chạy kiểm định cũng như là đọc kết quả kiểm định nó cũng khác nhau rất là nhiều. Và nếu mà chúng ta không nắm được lý thuyết về hai cái dạng thang đo này thì khi đọc kết quả cũng như chạy kiểm định chúng ta sẽ không biết là mình sai ở đâu, cũng như là chúng ta sẽ không biết là nên đọc kết quả nào thì nó mới là phù hợp. Khi nãy tới giờ thì mình nhấn mạnh về việc phân biệt hai cái thang đo này trên Smart POS hay là trên các phần mềm về POSM. Thực sự thì khi xây dựng cái bản câu hỏi thì mình đã gặp rất là nhiều bạn. Các bạn xây dựng cái dạng thang đo là nguyên nhân nhưng các bạn lại chạy về xử lý nó trên SPS cũng như là Amos. Thì một cái vấn đề đó là do ở cái phần thang đo nguyên nhân, các cái biến quan sát nó không có giả định là nó phải có sự tương quan với nhau, dẫn đến là các bạn chạy đánh giá những cái kiểm định phổ biến như là Cronbach Alpha này, EFA này, hay là CR, độ tin cậy tổng hợp, hay là AVE để đánh giá tính hồi tụ đó. Dữ liệu nó sẽ bị vi phạm. Nhưng mà cái việc vi phạm ở đây nó không phải là do dữ liệu các bạn nó bị xấu, mà là do bản chất cái thang đo của các bạn là thang đo nguyên nhân, nên nó sẽ không đáp ứng được các cái tiêu chuẩn khi các bạn đánh giá nó ở thang đo kết quả. Trường hợp mà mình hay gặp hay nhận được nhiều cái inbox từ các bạn đó là việc xây dựng thang đo cho cái biến phụ thuộc. Thì khi các bạn xây dựng một cái mô hình nó như thế này nè, đó, các bạn có những cái biến độc lập, các bạn cho nó tác động lên biến phụ thuộc sự hài lòng. Thì với cái biến phụ thuộc này này, thay vì xây dựng câu hỏi dạng thang đo kết quả đó là dạng thang đo như này, đó, ví dụ hài lòng công việc thì chúng ta có các cái biến quan sát theo dạng kết quả, đó là anh chị sẽ gắn bó lâu dài với công ty, hay anh chị cảm thấy tự tin khi giới thiệu công ty mình cho người khác, hay là anh chị nhìn chung thì cảm thấy hài lòng, đánh giá cao về công việc tại đây. Đó, thì đó là dạng thang đo kết quả. Thì chúng ta phân tích Cronbach Alpha, phân tích EFA, CFA nó bình thường ha. Nó bị vi phạm thì là do câu hỏi nó xấu, chúng ta loại bớt đi rồi chúng ta đạt thêm cái đánh giá. Nhưng một số bạn lại xây dựng câu hỏi, xây dựng thang đo cho cái biến sự hài lòng này này, nó ở dạng là nguyên nhân. Nguyên nhân nghĩa là sao? Nguyên nhân nó sẽ như thế này nè. Đó là các bạn sẽ lấy mỗi cái biến độc lập ở trong cái mô hình này, các bạn gán nó làm một cái câu hỏi cho cái biến sự hài lòng. Đó, thì các bạn sẽ đặt câu hỏi cho biến sự hài lòng trong công việc như này: anh chị hài lòng về tiền lương, anh chị hài lòng về đào tạo thăng tiến, anh chị hài lòng về lãnh đạo, anh chị hài lòng về đồng nghiệp, anh chị hài lòng về bản chất công việc, và anh chị hài lòng về môi trường làm việc. Các bạn lấy 6 cái biến độc lập này, các bạn đưa nó làm 6 câu hỏi cho cái biến sự hài lòng. Thì lúc này cái biến sự hài lòng này này, nó là dạng thang đo nguyên nhân. Thì bản chất của thang đo nguyên nhân là các biến quan sát nó không còn có cái sự tương quan chặt chẽ với nhau, dẫn đến là khi các bạn phân tích Cronbach Alpha hay là EFA á, nó không đảm bảo được độ tin cậy với lại không đảm bảo được cái hội tụ. Khi các bạn chạy đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach Alpha cho cái thang đo sự hài lòng này, mà cái thang đo này ở dạng nguyên nhân á, các bạn chạy ra nó lớn hơn 0.7 thì nó bình thường, nó không có vấn đề gì phát sinh. Nhưng mà nếu nó chạy nhỏ hơn 0.7 á, 0.3, 0.4, thậm chí là nó âm thì nó vẫn đúng. Nhưng mà lúc này các bạn lại đang đánh giá nó theo cái ngưỡng của thang đo kết quả, dẫn đến là các bạn thấy nó dưới 0.7, các bạn sẽ kết luận là nó không đảm bảo độ tin cậy thang đo, và các bạn đi lây hay đi xử lý dữ liệu, các bạn đi khảo sát lại vân vân, nhưng mà kết quả nó vẫn không cải thiện. Bởi vì vấn đề nó không nằm ở dữ liệu, mà do bản chất của thang đo này nó không phù hợp để thực hiện những kiểm định như là Cronbach Alpha, hay là chạy các cái EFA, chạy CFA, đánh giá hệ số độ tin cậy tổng hợp, đánh giá AVE vân vân và vân vân. Nên là ở phần mở đầu của video mình có nhấn mạnh là sẽ phân biệt hai cái dạng thang đo này trên phần mềm POSM, hay cụ thể là Smart POS. Đó, còn trên SPS và Amos các bạn phải sử dụng nó rất là cẩn thận. Các bạn còn phải biết là những cái kiểm định nào nó sẽ phù hợp để mà các bạn chạy nếu mà nó ở dạng thang đo là nguyên nhân. Chứ các bạn không thể dùng những cái kiểm định đánh giá thang đo kết quả mà các bạn áp nó vào thang đo nguyên nhân, và các bạn nhận xét dựa trên những cái ngưỡng đánh giá của thang đo kết quả được.
Rồi, ok. Bây giờ mình mới bắt đầu vào cái việc phân biệt hai cái dạng là thang đo kết quả với lại thang đo nguyên nhân nha. Thang đo đo lường kết quả hay chúng ta còn gọi nó là reflective ha. Đây là một cái dạng thang đo mà các cái biến quan sát là kết quả được tạo ra từ biến tiềm ẩn. Khi biểu diễn ở trên diagram SCM á, thì chúng ta sẽ vẽ cái mũi tên hướng từ biến tiềm ẩn sang cái biến quan sát. Cụ thể ở đây nè, cái biến hài lòng công việc nó là biến tiềm ẩn. Biến này được đo lường theo dạng kết quả bởi bốn cái biến quan sát là thoải mái khi làm việc, nó tốt về công ty, giới thiệu cho người khác và muốn tiếp tục gắn bó. Cái chữ kết quả trong thang đo đo lường kết quả này nó nhấn mạnh đó là các cái biến quan sát á, nó là kết quả được tạo ra, được hình thành từ cái biến tiềm ẩn. Khi một đáp viên, khi một nhân viên á, họ có cái sự hài lòng với công việc thì nó sẽ tạo ra kết quả, đó là người đó họ sẽ thoải mái khi làm việc đó. Rồi khi mà một nhân viên họ có được cái sự hài lòng với công việc thì nó sẽ tạo ra kết quả là họ sẽ có xu hướng họ nói tốt về công ty. Khi mà một nhân viên họ hài lòng với công việc thì họ sẽ có kết quả, đó là họ sẽ giới thiệu cho người khác vào làm chung ở công ty. Rồi khi họ hài lòng với công việc á, thì nó cũng tạo ra kết quả, đó là người đó họ muốn gắn bó lâu dài với công ty. Thì ở đây cái chữ kết quả trong cái tên gọi của thang đo nó mang hàm ý là như vậy. Khi biểu diễn trên phần mềm Smart POS thì thang đo kết quả nó sẽ thể hiện như này. Đó, biến HL là biến tiềm ẩn này, HL123 nó là các biến quan sát. Thì mũi tên nó sẽ từ biến tiềm ẩn nó hướng về các cái biến quan sát. DK cũng là dạng kết quả này, TL, DT, tất cả những cái cấu trúc ở đây đều được biểu diễn theo dạng kết quả nha, là biến mẹ hướng mũi tên về biến con. Với mô hình kết quả thì các biến quan sát có xu hướng tương quan chặt chẽ với nhau ha. Cái yếu tố tương quan chặt chẽ với nhau giữa các biến quan sát này nó rất là quan trọng, bởi vì nó chính là cái điểm mà phân biệt giữa mô hình kết quả và mô hình nguyên nhân, và nó cũng là cái điểm mà nó quyết định là bạn sẽ chạy được những cái kiểm định gì với cái thang đo dạng đó. Đó, thì nếu mà các biến quan sát nó có tương quan chặt chẽ với nhau á, thì chúng ta mới đi đánh giá cái độ tin cậy của thang đo, hay là cái tính hội tụ và tính phân biệt giữa các thang đo, thì chúng ta mới chạy được các kiểm định như là Cronbach Alpha, hay là EFI-PS, hay là cái độ tin cậy tổng hợp Composite Reliability, hay là cái AVA trên AMOS với lại Smart POS. Thì tóm lại, với thang đo kết quả chúng ta cần phải nắm được những gì? Thứ nhất, đó là các biến quan sát là kết quả được tạo ra từ biến tiềm ẩn. Thứ hai, đó là các biến quan sát có tương quan thuận với nhau ở mức khá hoặc là mức mạnh. Nếu mà cái biến quan sát mà nó có tương quan thấp á, thì khi đó nó sẽ vi phạm các cái điều kiện về độ tin cậy thang đo hay là độ hội tụ, thì khi đó chúng ta sẽ loại đi những cái biến quan sát xấu. Thứ ba, đó là khi bỏ đi một biến quan sát khỏi mô hình thì biến tiềm ẩn nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Đặc trưng của thang đo kết quả nó sẽ là như vậy nha các bạn. Các bạn có 6 biến quan sát mà các bạn bỏ đi cái biến quan sát thứ 6 hoặc là thứ 5 chẳng hạn, thì còn lại 5 cái biến quan sát á, nó cũng phản ánh khá là tốt cái biến tiềm ẩn mẹ, chứ nó không giống như là cái biến thang đo nguyên nhân. Khi bỏ đi một yếu tố á, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng lên cái biến mẹ ha. Cái phần này thì mình sẽ nói chi tiết hơn ở cái phần thang đo về nguyên nhân. Thứ tư, đó là các biến quan sát có thể thay thế vai trò cho nhau. À, bởi vì các cái biến quan sát này là kết quả được tạo ra từ một biến mẹ nên chúng có thể hoán đổi vai trò cho nhau ha. Các bạn có thể thay đổi vị trí vân vân, và cái vai trò của nó không nhất thiết là phải cố định mà nó có thể thay thế cho nhau. Nó ngược lại ở nguyên nhân á, là mỗi cái biến quan sát nó sẽ chỉ cố định ở một cái vai trò đó thôi, và các biến quan sát nó không có khả năng hoán đổi vai trò được với nhau. Thứ năm, đó là có thể sử dụng các cái phân tích liên quan tới cái giả định, đó là các biến quan sát có sự tương quan với nhau như là Cronbach Alpha, Composite Reliability, phân tích độ hội tụ, độ phân biệt ở EFA, hay là phân tích các chỉ số về CRAVE, tính hội tụ, tính phân biệt ở CFA. Tiếp theo đó là thang đo đo lường nguyên nhân, hay chúng ta còn gọi với tên khác là thang đo formative. Đây là một cái dạng thang đo đo lường mà các biến quan sát là nguyên nhân tạo ra cái biến tiềm ẩn. Đó, các bạn sẽ thấy nó khác với thang đo kết quả. Thang đo kết quả thì biến quan sát là kết quả được tạo ra từ biến tiềm ẩn. Còn ở thang đo nguyên nhân á, thì biến quan sát là nguyên nhân nó hình thành hay là nó tạo nên cái biến tiềm ẩn. Xét lại cái ví dụ về đo lường sự hài lòng trong công việc của nhân viên, nó giống như cái biến hài lòng ở đây ha. Nhưng mà thay vì ở phần đầu chúng ta đo lường nó ở dạng kết quả, thì bây giờ chúng ta sẽ đo lường nó ở dạng nguyên nhân. Thì cái biến hài lòng công việc này này,
Nó được đo lường bởi 6 cái biến quan sát dạng nguyên nhân, đó là điều kiện làm việc, tiền lương, đồng nghiệp, cơ sở vật chất, cấp trên và thăng tiến. Cái yếu tố nguyên nhân ở đây á, nó được thể hiện ở chỗ đó là khi mà một nhân viên họ hài lòng về điều kiện làm việc thì nó sẽ là nguyên nhân khiến cho họ hài lòng chung với công việc. Rồi khi mà một nhân viên họ hài lòng về tiền lương thì nó sẽ là nguyên nhân để nó hình thành nên việc hài lòng với công việc. Khi mà một nhân viên họ hài lòng về đồng nghiệp chung công ty thì nó sẽ là nguyên nhân nó hình thành nên cái việc là họ sẽ hài lòng với công việc mà hiện tại họ đang làm. Rồi khi mà nhân viên họ hài lòng về cơ sở vật chất hay là họ hài lòng với cấp trên lãnh đạo và họ hài lòng về chính sách thăng tiến đào tạo thì nó cũng chính là những cái nguyên nhân để nó góp vào việc hình thành nên cái sự hài lòng chung về công việc đó. Thì thang đo nguyên nhân tính chất của nó sẽ là như vậy. Ở đây các bạn có thể thấy cái việc biểu diễn dạng mô hình nguyên nhân như này nó khá là giống với cái phần mô hình nghiên cứu. Các bạn quay lại cái phần mô hình nghiên cứu ở đây này. Đó, các bạn thấy nó giống không? Nó y chang luôn. Nhưng mà ở đây á, những cái biến là tiền lương, đào tạo, thăng tiến, lãnh đạo, đồng nghiệp, bản chất công việc và môi trường làm việc ở đây này, nó là những cái biến độc lập, là những biến mẹ và nó gồm những biến quan sát đo lường riêng cho từng cái yếu tố loại ở đây. Còn riêng cái sự hài lòng này này thì ở thang đo kết quả chúng ta xây dựng nó là ba cái biến quan sát dạng kết quả. Nhưng mà nếu mà chúng ta xây dựng nó ở dạng nguyên nhân á, thì chúng ta mới lấy từng cái biến độc lập ở đây. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy 6 cái biến độc lập này này, chúng ta làm 6 cái câu để chúng ta gắn vào cái biến quan sát cho sự hài lòng này, thì nó sẽ hình thành nên cái thang đo nguyên nhân. Chính vì vậy mà khi các bạn xây dựng những cái mô hình nghiên cứu mà biến phụ thuộc á, nó được xây dựng theo dạng nguyên nhân á, các bạn rất là dễ gặp cái tình trạng đó là các cái biến độc lập nó sẽ giống với lại các cái biến quan sát của biến tiềm ẩn phụ thuộc. Ở đây á, các bạn cũng cần phải làm rõ ý nghĩa của những cái mũi tên trong mô hình nghiên cứu nha. Với mô hình nghiên cứu như thế này thì các cái biến xuất hiện ở đây nó là biến tiềm ẩn. Thì mũi tên một chiều giữa những cái biến tiềm ẩn với nhau á, nó là mũi tên cái sự tác động. Thì chúng ta sẽ phân ra vai trò là độc lập với lại phụ thuộc. Thì đây là các biến tiềm ẩn và mũi tên một chiều nó hướng từ biến tiền lương, đào tạo, thăng tiến, 6 biến này lên cái biến sự hài lòng. Thì 6 biến này nó gọi là biến độc lập, còn biến sự hài lòng nó là biến phụ thuộc ha. Mũi tên này là mũi tên sự tác động giữa độc lập lên phụ thuộc. Còn mũi tên ở trong cái dạng thang đo nguyên nhân và kết quả á, đây là mối quan hệ giữa biến tiềm ẩn với lại biến quan sát, chứ không phải là giữa các cái biến tiềm ẩn với nhau. Thì cái mũi tên này này nó biểu diễn cho cái dạng là thang đo nguyên nhân hay là kết quả, chứ nó không mang hàm ý tác động giữa độc lập với phụ thuộc như là ở cái dạng mô hình như thế này. Nên là các bạn không được hiểu nhầm cũng như là không được đánh đồng cái mũi tên trong mối quan hệ ở thang đo nguyên nhân với lại cái mũi tên tác động giữa biến độc lập với lại biến phụ thuộc ở trong mô hình nghiên cứu. Đó, nó sẽ khác nhau nha các bạn. Cái ý nghĩa mũi tên nó khác nhau rất là nhiều. Khi biểu diễn thang đo nguyên nhân lên Smart POS thì chúng ta sẽ vẽ mũi tên từ các cái biến quan sát lên cái biến tiềm ẩn. Thì ở đây này, cái biến hài lòng này này, chúng ta đang đo lường nó ở dạng là nguyên nhân. Nên chúng ta sẽ vẽ các mũi tên từ biến quan sát lên cái biến HL. Ở đây do cái dữ liệu đầu vào của mình á, mình đang để ở dạng kết quả nên là mình chỉ có 3 cái biến quan sát ha. Ở cái trường hợp ví dụ là thang đo kết quả. Nếu mà nó ở dạng nguyên nhân á thì chúng ta sẽ có 6 cái biến quan sát HL này. Đó, HL1 tới HL6 tương ứng với 6 cái biến ở đây nha các bạn. Đó, rồi các bạn cũng vẽ 6 cái biến quan sát ở đây và các bạn tương ứng kéo mũi tên vào cái biến HL này. Thì ở đây cái màu vàng á, nó biểu diễn cho cái biến quan sát, còn màu xanh là biểu diễn cho cái biến tiềm ẩn. Thì như khi nãy mình nói á, ở cái mô hình nghiên cứu này, các cái biến tiềm ẩn với nhau á, thì mũi tên một chiều nó sẽ biểu diễn cho cái mối tác động từ độc lập lên phụ thuộc. Thì trong tình huống này, cái biến DK, biến TL, DT, LD, DN và CV với lại HL, đó là các cái biến tiềm ẩn. Thì mũi tên một chiều ở đây chính là mũi tên ở đây. Đó, mũi tên trong mô hình này nha các bạn. Nó là mũi tên tác động từ biến độc lập lên biến phụ thuộc. Còn mũi tên ở trong mô hình nguyên nhân, có nghĩa là ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ nối từ những cái biến quan sát con lên cái biến mẹ. Đó chính là các mũi tên này nha các bạn. Đó, hai mũi tên này nó mang hai cái hàm ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Giả sử cái biến DK này nè, chúng ta không có xây dựng nó ở dạng kết quả mà chúng ta xây dựng nó ở dạng nguyên nhân á, chúng ta cũng có 4 cái biến quan sát dạng nguyên nhân, thì chúng ta cũng phải đổi cái mũi tên mối quan hệ từ biến tiềm ẩn là biến quan sát thành dạng là thang đo nguyên nhân, là hướng từ biến quan sát vào biến tiềm ẩn. Đó, trên Smart POS thì nó mới có cái phần chuyển đổi này và nó cũng có thể hỗ trợ xử lý được hai cái dạng này. Còn trên Amos thì chỉ có hướng duy nhất là từ biến tiềm ẩn sang biến quan sát thôi. Có một cái khó khăn với dạng thang đo nguyên nhân đó là chúng ta rất là khó có thể liệt kê được đầy đủ các cái biến quan sát của biến tiềm ẩn mẹ. Ở đây á, mình đang ví dụ một tình huống rất là đơn giản về dạng thang đo nguyên nhân,
Đó là các bạn chỉ cần lấy các biến độc lập này, các bạn gán nó làm một cái câu hỏi cho cái biến tiềm ẩn phụ thuộc đó. Nhưng bản chất thang đo nguyên nhân nó không có đơn giản như vậy. Giả sử ở đây cái đề tài nghiên cứu của các bạn á, là các bạn nghiên cứu yếu tố tiền lương với lại đào tạo thăng tiến có tác động như thế nào lên sự hài lòng thôi, các bạn không nghiên cứu bốn yếu tố còn lại, thì cái biến phụ thuộc này nó không ổn một chút nào. Bởi vì cái sự hài lòng trong công việc á, nó bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều thứ, mà chúng ta chỉ có hai cái biến quan sát là tiền lương với là đào tạo thăng tiến á, thì nó lại không có đủ thể hiện cho cái sự hài lòng. Mà lúc này á, mặc dù nó chỉ có hai cái biến độc lập nó tác động lên cái sự hài lòng là tiền lương và đào tạo thăng tiến, nhưng mà cái phần xây dựng biến quan sát cho cái biến sự hài lòng này, chúng ta cũng phải xây dựng cả 6 cái biến quan sát cho nó tương ứng với lại 6 biến độc lập ở đây đó. Nên chúng ta không được mặc định trong suy nghĩ, đó là chúng ta cứ việc lấy cái biến độc lập và chúng ta đưa nó làm câu hỏi cho cái biến phụ thuộc, thì mặc nhiên nó sẽ là đủ để hình thành nên cái thang đo cho cái biến phụ thuộc đó. Không phải nha các bạn, cái biến độc lập này nè, nó khác với lại cái biến quan sát của cái biến phụ thuộc. Biến độc lập các bạn có thể nghiên cứu 1, 2, 3, 4, 5 gì đó, kệ các bạn. Nhưng mà ở cái phần biến quan sát của cái biến tiềm ẩn phụ thuộc này nè, các bạn phải liệt kê đầy đủ tất cả những cái yếu tố liên quan tới cái sự hài lòng công việc, là hài lòng về tiền lương, hài lòng về phúc lợi, hài lòng về đào tạo thăng tiến, hài lòng về sếp, hài lòng về văn hóa doanh nghiệp, hài lòng về bản chất công việc, về đồng nghiệp, vân vân, rất là nhiều thứ. Các bạn phải liệt kê rất là nhiều để hình thành nên một thang đo chất lượng cho cái biến phụ thuộc là sự hài lòng. Nên ở đây á, khi bạn có ý định xây dựng thang đo theo dạng nguyên nhân, thì các bạn hãy cố gắng tìm kiếm các lý thuyết nền và những nghiên cứu trước để có thể liệt kê được đầy đủ nhất các thành phần hay là các biến quan sát của cái biến tiềm ẩn, để tránh bị sót biến. Bởi vì bị sót biến á, thì cái tính chất của cái biến tiềm ẩn nó không có được phản ánh đầy đủ. Các bạn cứ hình dung là cái biến hài lòng công việc mà xây dựng dạng nguyên nhân á, nó là một cái hình tròn màu xanh lá như thế này. Thì mỗi cái biến quan sát HL 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở đây, nó là những cái hình tròn nhỏ để nó có thể lấp đầy được cái hình tròn lớn màu xanh lá là biến mẹ, biến tiềm ẩn ở đây ha. Nếu mà mất đi một cái biến HL 3 hoặc là HL 1 hay là HL 2 v.v. mất đi một thành phần thì cái vùng trống này nó sẽ bị rộng ra, thì có nghĩa là năm cái biến quan sát còn lại nó không có thể hiện được đầy đủ tính chất của cái biến mẹ. Nên là cái khó khăn của thang đo nguyên nhân á, là các bạn phải liệt kê một cái số lượng biến quan sát mà nó ở một cái mức độ đủ nhiều, đủ lớn để mà nó lắp được toàn bộ những cái vùng trống của cái màu xanh lá này, thì khi đó một thang đo chúng ta mới là chất lượng và nó đầy đủ được. Một cái giả định rất là quan trọng về mối quan hệ giữa các cái biến quan sát trong thang đo nguyên nhân, đó là chúng không cần phải có sự tương quan chặt chẽ với nhau như là ở dạng thang đo kết quả. Bởi vì các bạn thấy á, một người này họ có thể hài lòng về tiền lương nhưng mà họ không có hài lòng về sếp, hay là họ không hài lòng về đồng nghiệp, thì khi mà trả lời á, cái dữ liệu của cái biến tiền lương á, một cái thì họ có xu hướng hài lòng mà, còn một cái thì họ có xu hướng không hài lòng. Thì khi các bạn ráp chung với nhau á, thì dữ liệu của nó không có cái sự tương quan với nhau là bình thường. Bởi vì nó là do bản chất của thang đo nguyên nhân, do mỗi cái biến quan sát nó mang một cái ý nghĩa khác nhau, nó mang một cái khía cạnh hoàn toàn khác nhau, thì việc nó không có tương quan là điều hoàn toàn bình thường. Nó không giống như dạng thang đo kết quả. Nên là khi các bạn chạy các kiểm định như là Cronbach Alpha hay là EFI á, cho dạng thang đo kết quả mà các bạn chạy ra nó dưới 0.7, thì ở thang đo nguyên nhân nó hoàn toàn bình thường, nó không có vấn đề, nó không phải là sai. Nhưng mà ở thang đo kết quả thì nó lại là sai, nó tồn tại dữ liệu xấu hay là tồn tại biến xấu. Ở thang đo kết quả thì bạn bắt buộc phải đi xử lý để nó cải thiện cái độ tin cậy thang đo, để nó đạt ngưỡng. Nếu mà nó không đạt ngưỡng thì các bạn còn phải loại cái thang đo đó đi. Còn với thang đo nguyên nhân á, thì nó dưới 0.7, nó dưới 0.6 đi nữa thì thang đo nó vẫn hợp lệ, chứ các bạn không được phép loại bỏ nó đi. Còn mà để đánh giá làm sao biết là những cái biến quan sát của thang đo nguyên nhân mà chúng ta xây dựng nên á, nó đo lường đủ và nó đo lường chất lượng cho cái biến mẹ, thì nó lại liên quan tới phần kiến thức nâng cao nữa, là chúng ta sẽ có một cách thức khác để đánh giá về cái độ tin cậy cũng như là độ hội tụ của thang đo dạng nguyên nhân. Như vậy thì các nội dung mà chúng ta cần phải nắm về thang đo dạng nguyên nhân, đó là thứ nhất, các cái biến quan sát là các thành phần cấu tạo nên cái biến tiềm ẩn, hay là nói cách khác là các biến quan sát là nguyên nhân nó hình thành nên cái biến tiềm ẩn. Thứ hai là các biến quan sát nó không bắt buộc phải có sự tương quan với nhau, thậm chí là nó có tương quan nghịch hoặc là tương quan rất là yếu hoặc là không có cái sự tương quan, tất cả đều vẫn phù hợp. Thứ ba, đó là khi bỏ một biến quan sát khỏi mô hình thang đo thì biến tiềm ẩn sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ tư, đó là các biến quan sát nó không thay thế vai trò cho nhau được ha. Biến nào nó sẽ có chức năng của biến đó, không thể thay thế cho nhau. Và thứ năm, chúng ta không thể sử dụng các cái phân tích như Cronbach Alpha, độ tin cậy tổng hợp Composite Reliability hay là EFICBay đánh giá tính hội tụ tính phân biệt đối với cái dạng thang đo là nguyên nhân.
Giả sử các bạn chạy ra Cronbach Alpha IMACRAV, nó đặt ngưỡng tất cả, nó như là một thang đo kết quả gì đó, nhưng mà nó lại là tình huống ngẫu nhiên thôi. Thì lúc này các biến quan sát của thang đo nguyên nhân nó lại có cái sự tương quan chặt chẽ với nhau, nên các chỉ số của thang đo kết quả lúc này áp vào thang đo nguyên nhân nó vẫn thỏa mãn, nó không có vấn đề gì cả. Các bạn lưu ý này, không phải ở trong thang đo nguyên nhân là các biến quan sát nó phải bắt buộc là không có sự tương quan hay là có tương quan thấp với nhau, mà nó có tương quan mạnh, tương quan thấp, tương quan nghịch đều vẫn được nha các bạn. Nó không giống như là ở thang đo kết quả. Thang đo kết quả chúng ta có cái giả định đó là các cái biến quan sát nó phải có cái sự tương quan thuận và tương quan cao với nhau. Nếu mà nó tương quan thấp á, thì biến nó là biến xấu, chúng ta cần phải loại nó đi. Còn ở thang đo nguyên nhân á, nếu giữa các biến quan sát mà nó có tương quan hay là không có tương quan hay là nó tương quan nghịch đi nữa thì nó cũng có thể là xấu hoặc nó cũng có thể là tốt. Nó không có tiêu chuẩn để đánh giá như là ở cái phần thang đo kết quả. Đó, nên các bạn cần phải lưu ý ha. Đó là tất cả những lý thuyết liên quan tới cái dạng là thang đo nguyên nhân và thang đo kết quả. Thì ở cái phần kết của video này, mình cũng muốn nhấn mạnh lại một cái chỗ, đó là các bạn xây dựng câu hỏi cho biến phụ thuộc. Nếu mà các bạn đang xử lý trên SPS và các bạn đang làm luận hay là làm nghiên cứu ở cấp độ cơ bản và các bạn không đi sâu, các bạn không đi nâng cao á, thì các bạn nên xây dựng thang đo ở dạng kết quả. Ví dụ như là cái biến phụ thuộc sự hài lòng đây này, các bạn cần phải xây dựng nó như thế này này. Chứ các bạn đừng có lấy mỗi cái biến độc lập á, các bạn gắn nó vào làm cái biến quan sát cho cái biến phụ thuộc. Bởi vì lúc này cái thang đo sự hài lòng này nè, nó là thang đo nguyên nhân. Và khi chạy kiểm định á, các bạn không được phép chạy Cronbach Alpha, EFA hay là CRAVE v.v. Thì nó có một vấn đề phát sinh giữa bạn với lại giáo viên hay là hội đồng chấm bài á. Nếu mà bạn không khai báo về cái dạng thang đo là nguyên nhân hay là kết quả, hay là bên phía hội đồng, phía giảng viên họ chưa có chấp nhận cái kiến thức nâng cao về cái dạng phân biệt là thang đo nguyên nhân với lại thang đo kết quả, thì họ sẽ chất vấn bạn là tại sao bạn không chạy Cronbach Alpha hay EFA cho thang đo của biến phụ thuộc. Bạn làm thiếu, bạn làm sai. Bạn sẽ chạy theo ý kiến của giảng viên với hội đồng, nhưng mà bạn chạy ra kết quả là không đạt, thì bạn nghĩ là dữ liệu nó bị sai. Nhưng mà không phải, do của bạn đang là thang đo dạng nguyên nhân nên nó chạy ra nó bị vi phạm Cronbach Alpha, vi phạm EFA nó bình thường. Nên là với cấp độ cơ bản, các bạn không nên đi vào dạng thang đo nguyên nhân. Và các bạn khi xây dựng, các bạn cần phải tìm hiểu lý thuyết cho nó kỹ, cũng như các bạn tham vấn thêm ý kiến từ phía giảng viên hướng dẫn. Bởi vì các thầy các cô sẽ có chuyên môn và các thầy các cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nó kỹ hơn ha. Rồi ok, đó là tất cả nội dung chính của video này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.